Bạch sư, con có đi sinh giới mỗi 2 tuần và giữ giới của tại gia cư sĩ. Mỗi ngày con đều dành thời gian nghe pháp sư giảng. Sau khi suy tưởng về bài pháp sư giảng về tùy niệm ân đức Phật, con cố gắng mỗi ngày dành thời gian niệm câu Utipiso 30 lần, 50 lần, 100, 200 lần, rồi quán từng ân đức hiện lên và ghi nhận lại ân đức của Thế Tôn thật quý báu, ấm áp to lớn và bao trùm hết tất cả chúng sinh. Pháp bảo thật quý báu, tăng bảo thật quý báu là ruộng phước ở đời. Bạch sư, thật phước lành khi mà con được sống dưới thời mà giáo pháp bảo của Thế Tôn được thuyết giảng vẫn còn đó. Chư tỷ kheo đệ tử Thế Tôn vẫn còn đó. Con muốn xăm câu Utipiso lên vị trí gần tim nhất để con luôn ghi nhớ ân đức của Thế Tôn. Nhưng con niệm sự chết và quán thân con như đống thịt thối rữa da bẩn. Nếu con xăm với tâm trong sạch thì có bất kính với Thế Tôn không ạ? Xin sư thuyết giảng cho con. Ở Thái Lan á, thì họ có để một cái bản là không nên xăm cái hình đầu của Phật thì lên bất kỳ vị trí nào, bởi vì như vậy á, là sự bất kính. Nhưng mà không có nói là xăm một cái câu pháp nào lên trên người. Nhưng mà như vậy nè, Phật bảo cũng như pháp bảo và cũng như tăng bảo, có đôi khi á, mình sạch mà cũng có đôi khi mình bất tịnh. Nếu như mà nó chỉ là một cái sợi dây đeo, một sợi dây chuyền chẳng hạn, thì những khi mà mình ô nhiễm, mình có tàm úy thì mình thôi nhắm mắt để nó xuống. Nhưng mà khi mà mình lỡ mình đem nó chích dính ở trên người, ví dụ như là mình lỡ mình xăm lên rồi, quý vị có nghĩ là những trường hợp mình phạm giới không? Sư nói cái chuyện mà mình tắm rửa thì nó không là cái gì hết trơn nha, mình đi vệ sinh không là cái gì hết, tại vì ngay khi đó mình còn thực hành tứ niệm xứ được mà nha. Nhưng mà khi mình phạm giới rồi mình xăm cái câu đó trên người, mình có thấy ngại với lại tam bảo không? Rồi khi mà mình buông lung, mình phóng dật, mình có thấy ngại với tam bảo hay không? Rồi đó là chưa kể cái tâm của mình nó vô thường lắm. Bây giờ như vậy sau này nó khác. Mình có đảm bảo là sau 5 năm, 10 năm cái tâm mình nó vẫn như vậy hay không? Đây là một cái đáng để suy ngẫm. Cho nên nếu như quý vị đảm bảo một chuyện là sau khi xăm mà mình không bao giờ phạm giới nữa, giới hạnh mình từ đó trở đi là trong sạch, rồi kể từ đó trở đi là mình không bao giờ mình thay đổi về tâm, mà sư xin thưa nha, tốt nhất là mình giữ 8 giới, chứ còn hoặc là 5 giới cộng với cái giới không hành dâm, chứ còn không thôi mà mình xăm cái đó lên là nó ngại lắm. Sư nói ngay cả cư sĩ, mà quý vị xăm nha, mà quý vị có vợ có chồng rồi gần gũi như thế nào. Cho nên là nếu muốn thì bắt buộc phải giữ 5 giới cộng với cái giới là không thực hành phi phạm hạnh. Chứ nếu không thì không xăm được. Ha. Không biết là ý kiến của Đại Đức Trại Tường như thế nào? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Xin nghĩ mà Đại Đức Hành Tuệ giải giải cho quý vị rõ, quý vị cũng đã hiểu ý nghĩa câu này thế nào đó. Còn riêng cá nhân sư thì chỉ có lời khuyên cho quý vị nè, là hỏi là có nên xăm hay không. Nên hành xăm không? Suy nghĩ là nên xăm. Nhưng mà xăm sao? Quý vị xăm vô cái nghiệp quý vị á, cái đó quan trọng. Còn nếu mà nói dễ hiểu hơn là nói là xăm xăm mà xăm vô cái đầu quý vị á. Đó, là sao? Thay vì quý vị đã nè, quý vị nói là thường thường con cũng thực hành này nè, thì tại sao quý vị không xâm vô cái nghiệp quý vị là sao? Quý vị cố gắng quý vị làm cái này nè, nó làm sao mà nó trở thành giống như thừa cận nghi duyên, và thậm chí nó trở thành một cái giống như là gọi là một cái thói quen, cái bản năng mình luôn vậy đó. Giống như trong một
cái buổi vấn đáp buổi trước á, khi mà nói về cái ân đức mà niệm Đức Phật á, thì sư có kể một câu chuyện mà trong chú giải Pháp Cú á, về cậu bé đó, sư vị. Cậu bé mà bị cha mình là người chăn bò bỏ quên ngủ ở ngoài nghĩa địa đó, thì mà cậu bé này á, là có cái thói quen, là sao, là được ba mẹ mình dạy niệm ơn Đức Phật đó, có nghĩa là lúc nào rảnh rỗi, lúc nào rảnh rảnh rỗi đó, thì cậu bé cứ niệm niệm giống như như mấy đứa nhỏ mình hồi xưa hay ca hát rồi hay đọc mấy bài vè vậy đó, là thói quen đó. Khi mà cậu bé ngủ quên nó ngoài cái đĩa thì phải có hai giả so lại ăn thịt, thì lúc mà lay động cậu bé đó, cậu bé giống như một cái quán tính vậy đó, cậu bé mới bật dậy, mới có dậy như quờ quạng, gọi là quờ quạng, còn gọi là còn say ke ngáy ngủ đó, thì mới niệm Đức Phật, cứ như vậy đó, cứ như vậy có niệm Đức Phật, thì hai giả so đó nó có nghe, nó cũng có chánh kiến, nó nghe đúng không, nó nghe rồi nó sợ, cái trời 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 cái này đụng đụng tới đệ tử của Bạch Toàn Giác rồi, xong rồi đụng tới chết là mình đi địa ngục rồi, đầu quả bể mảnh, cho nên đâu nó đâu dám ăn thịt đâu, không mà nó đồng thời mà nó lại đi lấy đồ ăn nó chậm ở trong cung vua ra lo lắng về cậu bé, rồi nó biến, nó dùng thần lực nó biến hai giả so nó thành ba thành mẹ lo cậu bé. Thì thay vì á, thay vì cái vụ mà xâm nè, cái xâm xâm mà giống như là đây hỏi nè, xâm như cơ thể nè, thì sư cho lời khuyên là nên xâm, nhưng mà xâm kiểu như cậu bé mà sư nói, xâm vào nghiệp mình, xâm vào thường cận cái duyên của mình, để mình làm nó giống như một cái thói quen, như một cái bản năng, khi mình đụng bất cứ cái chuyện gì, đặc biệt là những cái hoàn cảnh mà gọi là bất hạnh đau khổ ở trong cái cuộc luân hồi này, ở trong cuộc sống mình, thì mình ngay cả lúc đó đó thì mình đều có thể niệm lên lên ăn Đức Phật. Cái điều đó mà đáng quý thưa quý vị. Còn khi mà quý vị đối diện cận tử nghiệp, xin thưa quý vị đối diện cận tử nghiệp mà lỡ xui nha, xin nói lỡ lấy xui nha, quý vị thấy những cái hình tượng giống như có những cái con chó mà ở dưới địa ngục đó, đó tượng con chó mà chó mà ngạ quỷ ra cho quỷ đó, không mà nó quay xung quanh quý vị rồi nó tính nhào nhào cắn quý vị, thì lúc đó rồi á, quý vị thấy những hình tượng mà những con ngạ quỷ nó lại nó đòi mủ đòi máu quý vị đó, rồi nó rồi thì sư cho quý vị câu hỏi, quý vị có đủ tỉnh táo quý vị niệm ơn Đức Phật không, nếu quý vị không có xâm xâm cái kiểu mình sư nói xâm thừa cận nghi duyên, xâm vô nghiệp mình, thì thôi vì hay cái xâm trên cơ thể được xâm cái đó đi, cái đó thiệt thực hơn, nó cho giúp cho mình làm được thành một thói quen, thì mình làm được cái điều đó, mình đạt trong hạnh phúc ngày hiện tại nữa, mình trong những cái tương lai nữa, mà cái điều đó nó rất là thiêng liêng thưa quý vị, thiêng liêng, rất là cao thượng. Nên thưa quý vị, trước khi kết thúc câu hỏi này thì cũng muốn nhắn gợi một lần nữa, thì thay vì xâm vô bất cứ đâu đó trên cơ thể mình, thì hãy xâm cái câu đó để nó trở thành cái thường nghiệp của mình, nó trở thành cái thường cận duyên của mình, để khi mình gặp những cái bất hạnh trong đời sống mình, những cái rủi ro nạn tai bệnh tật đối diện với cận tử nghiệp vân 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 giờ phút lâm chung, thì mình vẫn có thể khả năng niệm được ơn Đức Phật. Đó là một cái điều mà Thế Tôn ngày mới tán thán, chứ không phải riêng quý sư, mà Thế Tôn ngày tán thán thưa vị. Xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.